Võ Lâm Huynh Đệ Chuẩn Công Thành Chiến 2005, phiên bản nội công hệ mộc, thân pháp cân bằng môn phái, ra mắt máy chủ đầu tiên ngày 16 tháng 12 năm 2023. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Token Online, và hôm nay có vài sẽ giới thiệu anh em một con game bóng đá vừa mới ra mắt ở trên Android có tên gọi là Football Soccer League FSL24. Đây là một con game offline mọi người nhé, và chúng ta sẽ có bây giờ mình sẽ trải nghiệm các cái tính năng của con game này. Chúng ta có phần cài đặt độ khó này, độ dài trận đấu, đồ họa và ngôn ngữ hiện tại thì nó chỉ có tiếng Anh thôi. Đây sẽ là một con game đá bóng, nó như kiểu là PES hay FIFA hoặc là các kiểu ấy. Đây, các bạn thấy đồ họa thì hơi xấu tí, làm hàng nghìn tí thôi. Chúng ta sẽ có các chế độ chơi như kiểu tournament này, challenge này, penalty rồi kick off là đấu nhanh. Đấy, đây phần challenge thì các bạn hoàn thành các cái thử thách để nhận thưởng. Rồi chúng ta có phần penalty, các bạn thể thi đấu penalty với nhau, không phải với nhau mà với máy. Game này thì là game offline nên nó sẽ gắn quảng cáo in game nha mọi người nhá. Các bạn thể mua các cái gói để không có quảng cáo và shop mua. Rồi mình sẽ đá thử này. Đấy, thấy đồ họa thì hơi xấu rồi. Nói chung là con game FSL24 này sẽ có đồ họa hơi xấu. Chúng ta sẽ chỉnh độ khó nhá. Đấy, tốc độ trận đấu, thời gian trận đấu này thì để 5 phút và độ khó thì mình để trung bình thôi. Rồi, game thì nó rất là lắm hiện lắm quảng cáo mọi người ạ. Đấy, rồi độ hình này. Con game này thì chắc chắn là nó sẽ không có bản quyền đâu, bản quyền cầu thủ đâu. Nên tên cầu thủ nó tùm lum mọi người ạ. Đây là góc nhìn này. Góc nhìn nó khó nhìn đấy nhỉ. Về cơ bản thì vẫn là một cái game này nó không có trọng tài hay sao nhỉ, mà mình soạc thế mà không bị sao cả. Đây nó sẽ có các, nếu bạn nào mà hay chơi vào thôi. Ô, vào luôn rồi này. Ui, đồ họa xấu không, đây zoom vào rất xấu nhá, âm thanh nghe cũng không thực sự là quá hay đâu. Đó thì đây là hạn chế của một con game làm bằng Unity. Và rồi tiếp tục nhá. Mình thấy là cái phần vật lý game nó là không tốt. Nói chung là game bóng đá thì cái phần vật lý nó phải làm rất là quan trọng, bởi vì nó phải làm rất là thật từ các cái động tác của cầu thủ này, rồi các cái động tác chuyền bóng, sút bóng, rồi nói chung là rất là nhiều yếu tố để tạo ra một con game bóng đá, thực sự là rất khó. Đây ui, thế mà trượt, ảo thật đấy. Nhưng mà về cơ bản nhá, bạn nào mà hay chơi game bóng đá ở trên mobile đấy, những con game như kiểu PES, FIFA hay một số cái game khác, thì về cơ bản thì con FSL24 này, ui con này sút điêu đấy, vãi, con này lực sút bóng rất điêu, nhưng mình sút từ sân nhà luôn. Đây để tôi thử lại nào, đây nhá, từ từ sút lực điêu cực. Ui con game này như kiểu là bình thường game khác nó phải có lực và sút xa thì rất là khó, nhưng mà game này lực như thế chứng tỏ là cái hiệu ứng cái phần vật lý game này nó làm rất là điêu. Đây mình sẽ chuyển về thủ đúng môn này. Như vậy là khi mà các bạn chuyển về cho thủ môn thì thủ môn nó sẽ tự động sút bóng lên, các bạn sẽ không điều khiển được thủ môn nhá. Đó, như vậy là với con game FSL24 này mình sẽ không điều khiển được thủ môn. Đây mình thử lại nha. Quả sút bóng từ sân nhà điêu dã man. Đây, sút đây. Ai à? Từ từ đã, cướp bóng lại đã. Nhân vật cử động thì thực sự rất là kém. Đấy, con game này nếu nói về đồ họa thì thực sự mình chỉ đánh giá tầm 2 điểm thôi mọi người ạ. Game khá là xấu, rồi vật lý game làm cũng không tốt. Đây, game cũng không có trọng tài luôn. Đó, các bạn thấy không ạ? Soạt thoải mái luôn, không có trọng tài nhá. Ô, hết demo rồi. Vãi, đang đá mà. Rồi, lại đi. Ô, game này nó điêu. Game này game rất là điêu vì nó làm không chuẩn. Đây, các bạn nhìn này. Sút từ xa luôn. Ảo dã man luôn. Bình thường có game này nó làm như nào đâu. Game này nó làm lực không chuẩn. Đấy, thì nó không làm lực chuẩn nên là mình có thể sút gần, sút xa, nó y như nhau luôn. Rồi. Đấy, vào này. Âm thanh làm rất là chán luôn. Ồ, phần âm thanh game làm rất là chán luôn. Thực sự là mình giới thiệu vậy thôi, nhưng mình nghĩ các bạn không nên tải game đâu. Các bạn tải mấy con game bóng đá khác còn hơn. Đấy, mình thấy nó ra mắt ở trên Android mà tải trực tiếp ở trên Google Play ấy. Nên là mình test thử thôi. Con game này các bạn tải trực tiếp nhá, không cần phải cài file APK gì cả. Nhưng mà thực sự khi mà vào chơi con FSL24 này thì thật sự là mình rất là thất vọng về đồ họa, về gameplay của game này. Game này kiểu nó tập làm game ấy mọi người. Thật sự là chỉ có ông nào mà dễ tính quá thôi mới chơi được con game này. À, có chỉnh được góc nhìn này mọi người này, có chỉnh được đồ họa góc nhìn. Rất may con game này game offline nhá, game online thôi. Nên là nó sẽ không quá đông người chơi, và thực sự mình nghĩ không nghĩ nhiều người sẽ chơi con FSL24 này đâu. Thực sự là đồ họa nó xấu quá. Đây, chỉnh góc nhìn. Đấy. Các bạn thấy là game cũng không có trọng tài cơ, các bạn soạt thoải mái luôn. Đấy, không có trọng tài luôn. Ảo thật đấy, đây sút này, vào luôn cơ. Sút ảo thật đấy. Nó không có cái phần vật lý các thứ ấy. Nên là các bạn dù bạn sút
ở vị trí nào thì lực nó cũng rất là mạnh. Đấy, đá bóng này đá như kiểu rất là ảo luôn, và game nó không có trọng tài. Đài sút này. Đấy, anh em thấy ảo không? Ảo dã man luôn, là và là game nó rất là nhiều quảng cáo nhá. Vì là game offline nên nó xuất hiện rất là nhiều quảng cáo. Thực sự là hơi khó chịu một tí khi mà trải nghiệm con FL24 này. Chắc là nó sẽ có bán một cái gói không quảng cáo. À, lại sút này. Trời ơi, vãi cả game. Nói chung nếu bạn nào mà đã từng chơi game bóng đá rồi, các bạn thấy sẽ con game này là một trò đùa. Bạn thấy là sẽ game này nó sử dụng rất là kém. Rất là kém luôn. Nếu mà mình xét gameplay, chắc con cho gameplay thì con game này cũng 2 điểm luôn. Cả đồ họa và gameplay con game này chỉ xứng đáng 2 điểm thôi mọi người ạ. Đó, 2 điểm là mình còn đương tay đấy. Rồi. Ôi, nói chung là mình trải nghiệm cho biết thôi, chứ mình nghĩ là các bạn cũng không nên tải con game này làm gì. Mình thật sự là game đá bóng mà nó làm không thật ý thì không xứng đáng để chơi. Và cái con FL24 này thì đây bạn thấy là mình đã giờ mình toàn chỉ sút xa để nghịch thôi. Vì nó ảo mà không trọng tài, rồi animation nhân vật kém, hiệu ứng vật lý còn gần như là không có luôn. Thì thà các bạn tải mấy con game nổi tiếng các bạn, con game đá bóng nổi tiếng, game mobile, game đá bóng trên mobile không hề thiếu nha. Từ game đá bóng thật, đá bóng điều khiển cầu thủ đá bóng đến cho đến con game kiểu dạng quản lý câu lạc bộ không hề thiếu luôn. Thì chả việc gì phải đâm đầu vào một con game FL24 mà nó lởm khởm như này. Thực sự là mình trải nghiệm rồi, mình thấy là con game nó lởm dã man con ngan luôn mọi người ạ. Rồi kết thúc trận đấu này. Rồi nó sẽ ra ngoài, mình sẽ nghịch thử một chế độ khác xem nào. Rồi mình sẽ đá thử penalty nhá. Đấy, game này game offline thôi. Nhắc lại lần nữa là cái con FL24 này là game offline. Đấy. Rồi, đá bóng. Úi giời. Sút chưa thôi. Em sút khó nhỉ. Ngoài cái bạn này đâu, thủ môn nó đứng dưới, nó còn chìm chân thủ môn nó còn chìm dưới mặt đất kìa. Ảo thật đấy. Đấy, rồi đá đây đá penalty mình sẽ nghịch thôi. Đấy các bạn thấy không? Nhìn này. Nó đồ họa kém dã man luôn. Ôi ôi, ôi thế mà không đẩy được. Nói chung là game này là vật lý nó làm kém lắm mọi người nhá. Kiểu trông nó buồn cười dã man. Ôi lại sút trượt rồi. Cái kiểu game này chắc phải có cách đây khoảng 15 cho đến 18 năm. Tức là những con game nó phải, mình nghĩ phải 20 năm ấy. Cái kiểu đồ họa rất là cũ trên mấy cái hệ máy console hồi xưa PS1. Kiểu giống đồ họa PS1 dã man luôn. Nói chung là xấu, đồ họa game này xấu. Và thậm chí nó thua game PS1 vì cái hiệu ứng vật lý game này rất là kém. Đó, nên là mình chơi rồi thì mình mới thấy con game này nó lởm dã man luôn. Nên mình cũng không khuyên là các bạn là tải và chơi thử con FL24 này nha. Thực sự là game rất là chán mọi người ạ. Kém dã man luôn. Đấy, mình chẳng qua mình chơi, mình đây mình đang FPT nó thắng từ nãy rồi mà bây giờ vậy vẫn phải đá đủ 5 lượt mình nó chưa mới cho kết thúc. Ảo thật đấy. Ok thì như vậy là cậu vàng cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một tựa game bóng đá offline thôi, có tên gọi là FL24. Thì bạn nào mà thôi thì bạn nào thích nghịch thì mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để bạn tải game và chơi thử nhé. Còn lại thì game chán lắm, mình không muốn chơi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu vàng. Mọi thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như subscribe cho kênh Tông Nguyên Like, cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.